chào mừng các bạn quay trở lại với ngọc khánh chuyên lo bông à, thưa các bạn hôm nay thì lại một ngày mà tôi cũng chỉ muốn nói chuyện thôi chứ tôi cũng không muốn review cái gì cả không muốn bán hàng mà tôi chỉ muốn trao đổi một vài vấn đề thưa các bạn trong quá trình tôi bán hàng đặc biệt là bán amly và loa bâu đấy thì tôi thường xuyên có nhận được những comment À, những cái cái comment ví dụ như làm giờ thời đại nào rồi mà còn dùng mấy cái ly cổ lỗ sĩ thời đại nào rồi mà còn dùng mấy cái loa từ đời tống thì thông thường thì những cái comment này thì tôi không trả lời Để bởi vì tôi nghĩ rằng tôi trả lời thì nó cũng chỉ kéo theo một cái cuộc tranh luận không hồi không hồi kết mà dẫn đến cái sự lãng phí thời gian của cả hai bên và với tôi ý, thì thời gian là vàng là bạc thậm chí thời gian còn quý hơn vàng mà thôi hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chủ đề nó vĩ mô hơn một chút chứ mấy cái tiểu tiết như thế thì mất thời gian là làm cái gì? Các ạ cái chủ đề ngày hôm nay của tôi thì có lẽ là nó cũng hơi hơi bất thường một chút đó là thông thường ấy thì các bạn vẫn cứ cho rằng là người mua chọn người bán. Mà thông thường thì chúng ta vẫn cứ khuyên nhau và tôi cũng khuyên khách hàng của tôi như vậy. là muốn mua thì chọn những nơi bán có uy tín để mà mua. Nhưng hôm nay tôi lại đặt lại một cái vấn đề ngược lại. Vậy thì người bán có bao giờ được chọn người mua không? <laughs> người bán liệu có bao giờ những người bán như chúng tôi có quyền là được có có một chút quyền thôi, được chọn người mua không? Nghe chừng là có vẻ khó phải không ạ? Thế thì để um, giải đáp cái vấn đề vĩ mô đó thì có lẽ là chúng ta sẽ đi từ một vài những cái tiểu tiết trước. Cái cái loại comment thứ nhất mà tôi vẫn hay gặp đó là thời đại nào rồi mà vẫn còn những cái loa đời này, những cái ly đời tống giờ có nhiều cái lựa chọn hơn nhiều thưa các bạn khi mà tôi còn trẻ thì tôi cũng thích những cái món đồ trang sức để khoe mẽ không? thời trẻ chúng ta ai chẳng như vậy để mà còn đi tán gái thì khi đó thì tôi cũng đổ tiền vào tôi mua một số những cái món đồ trang sức chẳng hạn như là dây chuyền hoặc là nhẫn nào là hết vàng ý vàng Nga rồi là vàng 16k 18k vân vân nhưng mà đến bây giờ thì tôi lại thấy rằng vàng 4 số 9 vẫn là trường tồn vàng 4 số 9 vẫn là cái giá trị cốt lõi hơn Thế cho nên là chưa chắc những cái xuất hiện sau này Những cái xuất hiện theo trào lưu Mà đã phải là hay hơn, đã phải là tốt hơn Đúng không ạ? À, chúng ta đến với một cái uh, kiểu comment thứ hai Thí dụ như chiếc Amazon sau lưng tôi đây Là một chiếc 506N vang liền núm béo Vang liền xịn nhé thì tôi vẫn thường bán ra với cái mức giá ấn định là 18 triệu ở ra thời điểm này hiện tại áp dụng đối với những hàng hóa vẫn còn zin đẹp, mặt zin đi zin. Thế thì có một số bạn comment với tôi rằng giờ thời nay rồi mà khi còn chơi mấy cái ly đời tống ấy. Thế thì chúng ta hãy đi tìm ngọn nguồn căn nguyên của nó xem xem là liệu có mình như thế có đúng không và liệu rằng chúng tôi đi bán những cái amly thì có phải nó đã, đã đã quá lỗi thời hay không Ở trước hết chúng ta tìm hiểu một chút với 18 triệu thì có nhiều bạn nói rằng là thừa sức mua vang số với đẩy thoải mái công suất cực lớn luôn Thế dù các bạn chơi vang số với đẩy hay là các bạn chơi amly thì tôi tạm gọi chung hai cái loại đó đó là thiết bị xử lý và khuếch đại âm thanh mà gọi nó văn tắt hơn đó là thiết bị khuếch đại âm thanh Bản thân mỗi một hệ thống thiết bị khuếch đại âm thanh Bao gồm có 3 bộ phận Bộ phận thứ nhất Đó là cái phần âm sắc Hay còn gọi nó là phần dề Hay là còn gọi nó là phần free Hay là còn gọi nó là phần vang Bộ phận thứ hai Là phần công suất nó khuếch đại cái tín hiệu của, chúng ta lên lớn hay bé và bộ phận thứ ba đó là cái nguồn cấp cho công suất Thế thì nếu như mà cả ba bộ phận đó nhà sản xuất gói gọn nó lại trong một cái hộp bằng sắt thì người ta gọi đó là cái amply còn nếu như nhà sản xuất mà tách đôi nó ra phần vang riêng phần công suất riêng thì chúng ta gọi đó là vang đẩy và nếu như nhà sản xuất mà chặt đôi cái con đẩy ấy ra thành hai con đẩy để mỗi loa đánh một cái thì người ta gọi đó là mono block Thế như vậy chẳng qua ở đây chỉ khác nhau về mặt hình thức chứ chúng ta cũng không nên tuyệt đối hóa amli hay là tuyệt đối hóa vang và đẩy thế còn để biết được cái nào hơn cái nào thì chúng ta lại tiếp tục xem xét ở amli thì vì là nhà sản xuất tích hợp đặt chung nó vào một cái thùng thế cho nên là cái nhược điểm của ly đó là công suất đôi khi các bạn ưng ý với cái phần vang của nó lắm rồi Thế nhưng mà cái phần công suất của nó thì lại không phù hợp mà thông thường là yếu. Nó không đủ để mà đáp ứng cho cái hệ thống loa mà các bạn mong muốn. Chính vì thế mà mới sinh ra cái chuyện phải phối ghép ly với loa sao cho nó hợp. Đó là cái điểm hạn chế của ly Nếu mà công suất mà đuối đuối là một trong những nguyên nhân rất lớn làm cho chúng ta bị mít Tất nhiên là cái chủ đề về mít các cái nguyên nhân và giải pháp xử lý thì tôi sẽ xin phép trình bày ở một cái video khác. Thế thì đó là cái cái nhược điểm của Amri là như vậy. Thế còn với vang và đẩy, thì khi chúng ta tách được riêng hai cái đó ra với nhau, thì tức là lúc này chúng ta có quyền tùy biến, chúng ta có quyền lựa chọn cái phần công suất lớn hay nhỏ để nó đáp ứng được cái hệ thống loa của mình như vậy về 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 mặt tùy biến thì rõ ràng là vang và đẩy thì có cái khả năng tùy biến cao hơn để cho chúng ta chơi nó cũng dễ dàng hơn về mặt tổng thể thì là như vậy thế bây giờ chúng ta xem xét về mặt chi tiết ờ, trước hết là chúng ta xem xét về cái phần uh, âm sắc hay còn gọi là vang hay còn gọi là free hay hay còn gọi là dề Thế với những chiếc amply như thế này thì cái phần vang ấy nó là vang analog. Tức là th thuần túy bạn có thể điều chỉnh các thứ linh tinh các núm nút như này. Thế còn với uh, vang số thì nó là âm thanh kỹ thuật số. thì giữa âm thanh uh, thông thường với âm thanh kỹ thuật số thì có gì khác biệt? Cái điểm khác biệt lớn nhất đó là một anh là xử lý thuần túy bằng tín hiệu điện. Còn một anh là xử lý bằng kỹ thuật số, tức là bằng 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 số hóa. Thế thì giữa cái xử lý bằng thuần túy bằng tín hiệu điện và số hóa nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu như xử lý bằng tín hiệu điện thông thường như là những cái vang như này thì nó cho phép các bạn vặn chỉnh một cách rất là liền lạc trơn tru cho chúng ta một cái giải âm sắc nó liền lạc như này trơn tru lên xuống này ngon này thế còn với cái vang mà xử lý âm thanh số thì đã gọi là số thì chỉ có 0 và một chứ chẳng bao giờ có một thăng một dáng cả, đấy. thế cho nên là cực 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 đấy, tất nhiên là nó 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 sẽ không được liền lạc như là cái xử lý thuần túy bằng tín hiệu điện. thí à, dụ à, nếu như với vang à, đời trước, tôi đã gọi là đời trước như này, đấy, thì các bạn có thể thể hiện được này thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng đấy, thuyền nó đó, nó đó, nó nó cho phép chúng ta như vậy đấy thế còn với âm thanh kỹ thuật số thì điều đó nó sẽ hơi khó khăn hơn hơi khó, khó khăn một chút mà có lẽ là nó sẽ phù hợp với những cái um, kiểu như là um, ô ô sáng hôm nay trên quê hương tôi đấy chẳng hạn như vậy thì nó nó sẽ phù hợp hơn. À, tất nhiên là với âm thanh kỹ thuật số thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái option để mà chúng ta sử dụng. Mà một trong số những cái option nổi bật nhất đó là cái khả năng cắt dít của micro. Chúng ta có cắt dít của micro đây. À, tất nhiên là cái cắt dít nó như thế nào, tại sao lại phải cắt dít và ưu nhược điểm. Tôi cũng hứa với các bạn là tôi sẽ trình bày ở một video sau. hoặc là chúng ta có những cái tùy biến như là khống chế công suất để không có những cái chuyện lỡ tay máu quá bạn cháy loa Đấy. hoặc là chúng ta có những cái tùy biến như là noi kẹt để điều chỉnh được mic bắt xa bắt gần Đấy. rồi là chúng ta có những cái khống chế tín hiệu đột ngột attack Đấy. Và chẳng hạn như là để tránh cái trường hợp mà tín hiệu của chúng ta bị tăng một cách đột ngột dẫn đến hại loa. Đó là những cái ưu điểm của vang số. Mà Amli nó không thể có được. Có lẽ ở đây tôi cũng xin phép được lấy một cái thí dụ nó gần gần hơn một chút. Để cho các bạn nào mà chưa dùng Amli hoặc là chưa dùng vang số hoặc là mới chỉ dùng một trong hai thứ thôi chúng ta có một cái nhìn nó khách quan hơn chẳng hạn nếu như các bạn đi một chiếc xe ô tô của đức đấy, thì người đức chỉ quan tâm nhất là đến cái tính năng an toàn và cái cảm giác lái cái ô tô sinh ra là để lái để đi đấy, còn lại những cái option khác thì người đức không chú trọng lắm và nếu như có thì nó cũng nằm ở những cái phiên bản rất đắt đắt tiền hơn thế còn như nếu như chúng ta vẫn cùng một cái mức tiền như thế mà chúng ta mua một chiếc xe ô tô của hàng thì lúc này chúng ta sẽ có một cái xe với option miên man option tận nóc luôn cái dị có thế nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ phải hy sinh bớt cái cảm giác lái nó không được uh, trung thực không được thú vị Để chúng ta phải hy sinh bớt cái tính năng an toàn chúng ta phải hy sinh bớt cái khả năng mạnh mẽ của động cơ được cái đoạn mất kia mà đó là cái về cái phần uh, uh, âm sắc thế thì tùy theo nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể lựa chọn cho mình cái loại nào âm sắc kiểu gì để nó thích hợp cái bộ phận thứ hai cấu thành nên cái hệ thống uh, khuếch đại âm thanh của các bạn mà tôi muốn đề cập đến đó là công suất tất nhiên ở đây là công suất càng lớn càng tốt thế còn uh, về mặt nguyên lý thì bao giờ công suất cũng phải lớn hơn loa rất nhiều trên vạn kịch lên thì bao giờ nó cũng chết chết loa Đấy. nhưng mà chắc chắn rằng là công suất càng lớn thì sẽ cho chúng ta chất lượng âm thanh càng thú vị. Mà cái biểu hiện của cái công suất đủ hay không thì các bạn nhìn cái màng loa bát. Ấy. Khi mà các bạn nghe thấy tiếng bát đánh bịch bịch bịch, mà các bạn nhìn thấy cái màng nó rung ra vào ra vào như này, đấy thì điều đó chứng tỏ công suất yếu. Công suất yếu cho nên cái màng bát nó ra vào nó không dứt điểm, thì các bạn mới nhìn được mới nhìn thấy được rõ được thế còn nếu như công suất khỏe thì cái màng bát ra pịch pịch thu về ngay thì lúc đó các bạn sẽ quan sát được rất ít những cái dao động của màng bát mà âm bát nó vẫn khỏe khoắn chắc chắn cái vấn đề cái bộ phận thứ ba đó là cái nguồn thế thì cũng rất nhiều bạn nói, nói với tôi rằng là giờ ai còn chơi mấy nguồn biến thế dùng ẻ, ẻ lỡ sau này nó cũ nó dung nó cũ nó bị cái cái phe biến thế nó lỏng nó dung bây giờ trên nguồn sung thưa các bạn nguồn nào thì cũng chung một nhiệm vụ là để cấp nguồn điện cho công suất hoạt động về mặt kỹ thuật ý, thì nếu như nguồn biến thế thì tức là chúng ta hạ áp rồi mới nắn thế còn nguồn sung thì các bạn nắn xong mới hạ về mặt nguyên lý cơ bản thế thôi thế thì cái nguồn nào hay hơn cái nguồn nào nguồn bên thế thì rõ ràng nó có cái nhược điểm nó rất nặng, b nặng lắm. Thế còn nguồn sung thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Thế ở đây thì có lẽ là tôi sẽ đưa ra một số cái dẫn chứng. Các bạn vẫn thường hay, đặc biệt là những người chơi âm thanh lâu năm, thì các bạn vẫn hay nói rằng là mạch class A, class B, class C, class D vân vân thì tôi tạm lấy thí dụ mạch class A và mạch class E là hai loại mạch phổ biến bản thân cái mạch class A ấy, thì là nó cái hiệu suất sử dụng điện năng rất là ít thấp tức là cho ra một cái mức công suất ra loa như nhau thế nhưng mà mạch class A bao giờ tốn điện hơn chạy nóng hơn từ cái hiệu suất sử dụng điện năng nó thấp lắm. Thế nhưng mà bù lại thì nó lại cho chúng ta một cái chất âm nó mượt hơn, mượt mà hơn. Thế thì cái mạch class A ấy, là nó chỉ phù hợp với những bạn nào mà không quan tâm, không lăn tăn đến cái chi phí tiền điện khi mà mình nghe nhạc. Mà kệ đã thưởng thức âm nhạc thì không cần quan tâm đến tiền điện là cái gì hiệu suất sử dụng điện năng kém lắm thấp mà thế còn cái mạch class D ấy, thì cái hiệu suất sử dụng điện năng rất cao mà thông thường cái mạch này thì thường là sử dụng cái nguồn là nguồn 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 sung thế nên là chạy cái mạch class D ấy, thì nó tốn rất là ít điện ít lắm thế nhưng mà bù lại ngược lại thì nó lại cho một cái chất âm thanh nó hơi khô khô khan tức là bạn nào mà không yêu cầu cao lắm về chất âm thế và lại cũng đắn đo một chút về cái chi phí tiền điện khi mà chúng ta thưởng thức âm nhạc thì các bạn nên sử dụng những cái công suất mạch class D hợp lý hơn thế thì qua cái việc mà tôi chỉ ra những cái sự khác biệt giữa hai cái trường phái chơi âm thanh là âm và vang số thì cũng đã một phần nào giải đáp cái vấn đề đầu tiên mà tôi nêu ra đầu video đó là người mua chọn người bán là đương nhiên nhưng người bán có được quyền chọn người mua không? Thế video ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn giải đáp một phần đối với câu hỏi là người bán có được chọn người mua không còn một cái nội dung tiếp theo nữa là về loa thì có lẽ là tôi cũng xin phép trình bày với các bạn ở một cái video sau để chúng ta cùng đi đến một cái kết luận cuối cùng là người mua chọn người bán vậy người bán có được quyền chọn người mua hay không Đúng không ạ Thế thì ở đây thì tôi hiện nay tôi Amly tôi đang có đủ tất cả một số cái mã những cái mã nào hay nhất của Yahoo thì tôi cũng đã đang có ở đây. bạn nào có cùng chung một cái tư tưởng, cùng chung một cái quan điểm thì các bạn cứ liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.